Thưa quý vị và các bạn, trong lúc tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, có một tín hiệu đáng mừng là tăng trưởng của khối kinh tế tư nhân có chiều hướng lạc quan hơn. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tư nhân năm 2014 ước đạt 40.378 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đầu năm 2015, đã có một số dự án sản xuất kinh doanh mới bắt đầu được triển khai của một số doanh nghiệp trẻ, báo hiệu tin vui đầu xuân ở Tây Ninh. Khu du lịch sinh thái Long Trung, tọa lạc cuối con đường Thượng Thâu Thanh, thuộc ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thạnh. Khu du lịch này có tổng diện tích khoảng 3 hectare. Từ tháng 9 năm 2013, được giao lại cho chủ đầu tư mới là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải du lịch Trần Quốc. Đến nay, đã thu hút được khá nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Đây là một trong những khu du lịch sinh thái ở huyện Hòa Thạnh, được đầu tư xây dựng khá quy mô để phục vụ du khách. Tổng kinh phí khởi đầu để đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Long Trung là hơn 5 tỷ đồng, được chia làm nhiều giai đoạn và thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Xây dựng xong giai đoạn nào là đưa vào khai thác giai đoạn đó, đồng thời tiếp tục xây dựng giai đoạn tiếp theo. Hiện nay, khu du lịch này đã hoàn thành các hạng mục nhà hàng, hồ câu cá, đường nội bộ và nhiều hạng mục khác. Khu du lịch sinh thái Long Trung được quy hoạch với nhiều dịch vụ và hoạt động đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, một thành viên của Hội Doanh nghiệp Trẻ Tây Ninh cho biết, việc xây dựng và phát triển một khu du lịch sinh thái không hề đơn giản. Có lúc gặp khó khăn tưởng như không thể vượt qua. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, năng động của nhà đầu tư, cùng sự hỗ trợ của địa phương, khu du lịch sinh thái Long Trung cũng dần hoàn thiện. Bước vào năm mới năm 2015, chúng tôi có những cái ngành nghề chuẩn bị triển khai thêm, ví dụ như ngoài ngành nghề chính là dịch vụ kinh doanh và vận tải, tới đây công ty sẽ triển khai thêm một số cái ngành nghề, ví dụ như là khu vui chơi sinh thái giải trí Long Trung. Thì cái khu vui chơi sinh thái giải trí Long Trung này chúng tôi xây dựng theo cái nhu cầu của người dân, theo nhu cầu của khách du lịch, tạo một cái sân chơi mới lạ, trong đó bao gồm là những cái trò chơi dân gian gần gũi với cái làng nghề, ngành nghề truyền thống của mình, như câu cá giải trí, chơi cano, có những cái khu ẩm thực, có những trò chơi đuổi vịt vân vân. Thì tới đây về cơ bản thì chúng tôi tạm thời trong giai đoạn đầu thì đầu tư khoảng 5 tỷ, nhưng mà trong giai đoạn thứ hai thì khả năng là chúng tôi lên tới 15 tỷ. Thì đây cũng là một trong những cái trăn trở của chúng tôi, là cần sự quan tâm của chính quyền địa phương, cần sự gắn bó của các sở ban ngành. Thì thay mặt xuân mới, không có gì hơn, thay mặt cho doanh nghiệp xin cảm ơn sự đồng hành của chính quyền địa phương, của các sở ban ngành đã giúp chúng tôi hoàn thành đến giai đoạn này tương đối là khá tốt. Khởi động năm mới 2015 bằng dự án đầu tư cho công nghệ máy móc và mở rộng thị trường là dự án ở một thành viên doanh nghiệp trẻ sản xuất bánh kẹo Thanh Trang tại huyện Hòa Thạnh. Đã hơn 8 năm chuyên ngành bánh kẹo trên thị trường tỉnh nhà, cơ sở mỗi ngày đạt công suất bình quân 2 tấn kẹo đậu phộng các loại. Một trong những yếu tố giúp cho cơ sở được thành công chính là việc đổi mới công nghệ, trang bị nhiều máy móc tự động trong quy trình sản xuất như máy đóng gói, máy tuốt vỏ đậu, máy rang tự động, v.v. với giá trị đầu tư gần 1 tỷ đồng. Võ Thị Thu Trang, chủ cơ sở, đã khẳng định trong năm 2015 này tiếp tục đầu tư cho dây chuyền sản xuất mới gồm 2 máy đóng gói tự động trị giá 200 triệu đồng, nâng năng lực sản xuất từ 2 tấn một ngày lên 4 tấn một ngày để cung ứng cho các siêu thị trong nước.
Trong năm vừa qua thì cơ sở chúng tôi phát triển ổn định và trong năm 2015 chúng tôi cũng có một cái hướng là sẽ phát triển thêm hai máy đóng gói để nhằm là tăng sản lượng sản xuất và đưa hàng vào hệ thống siêu thị nhằm phát triển thêm cơ sở vững mạnh lên. Chúng tôi rất là mong muốn chính quyền địa phương và các ban ngành giúp đỡ cho cơ sở chúng tôi, tạo điều kiện chúng tôi được phát triển và tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều công nhân ở địa phương. Gần đây, tại hai phường Ninh Thạnh và Ninh Sơn của thành phố Tây Ninh đã xuất hiện mô hình sản xuất bánh tráng bằng máy. Khi đến thăm cơ sở sản xuất bánh tráng Quốc Thắng của chị Lê Ngọc Nga, một thành viên hội doanh nghiệp trẻ, chúng tôi được biết, trước kia, với cách tráng bánh bằng lò thủ công, chỉ với vài dụng cụ đơn giản như vỉ phơi bánh, trả tráng bánh và giá tráng bánh, những hộ làm bánh tráng phải thức khuya dậy sớm cho một mẻ bánh mới để kịp phơi nắng và có bánh giao cho khách hàng. Còn hơn một năm nay, ở Ninh Thạnh đã xuất hiện nhiều hộ làm bánh tráng bằng cơ giới. Cũng như chiếc bánh tráng truyền thống, những chiếc bánh tráng sản xuất bằng máy này có hình vuông, hình oval, hình tròn, dùng để xuất khẩu sang các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhỏ gọn và không có kết cấu phức tạp, chỉ gồm các bộ phận nồi hơi, bộ phận xay, pha bột và băng tải vải. Nhưng với công suất 260kg bánh tráng một ngày, dây chuyền máy của cơ sở Quốc Thắng đã đạt sản lượng bằng 2-3 lò bánh tráng làm theo lối thủ công. Cho biết về dự án đầu tư mới ở năm nay, chị Lê Ngọc Nga khẳng định cơ sở tiếp tục đầu tư thêm máy tráng bánh trị giá gần 150 triệu đồng. Bánh tráng Quốc Thắng hình thành nay được 8 năm. Đã giải quyết hiện giờ là giải quyết được 40 công nhân để có công ăn việc làm. Nên hướng sắp tới đây là cơ sở sẽ đầu tư thêm máy móc để cho công nhân có chỗ làm nhiều hơn. Dạ, sẽ đầu tư thêm máy móc trị giá khoảng 150 triệu và thêm 3.000 dĩ để mở rộng thêm sản xuất. Dạ, với hy vọng là ban ngành hỗ trợ để cơ sở sẽ phát triển thêm rộng ngoài thị trường. Trên thế đứng của năm 2015, nhìn đến sự phát triển của cả nền kinh tế nói chung và tốc độ tăng trưởng còn chậm của sản xuất công nghiệp, Tây Ninh hiện nay đang rất cần những dự án sản xuất mới của những người có tâm huyết muốn phát huy sức mình, đóng góp cho đất nước. Xuân mới 2015 đã bắt đầu có những thuận lợi mới của doanh nhân trẻ. Chính họ làm tiền đề để phát triển, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tây Ninh trên đường công nghiệp hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Nhân dịp xuân mới 2015, những người thực hiện chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.